chứng kiến, bàn tay khô khóa miệng anh em, bàn tay che mắt người thân quen, bàn tay lấp vành tai dân hiền, bàn tay ấy hiền thân đê hèn cơ lu bảo quyền, bàn tay ấy hiền thân đê hèn cơ lu bảo quyền. Ta nhất quyết chẳng tay thô khóa miệng anh em, chẳng tay che mắt người thân quen, chẳng tay lấp vành tai dân hiền, để gian ác không còn nành vuông dày xéo quê hương. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, khói lửa chia cắt thêm tổ quốc, khung dù mang vết thương ngày trước, đến bao giờ vết lành khô máu. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, những hận căm vẫn đang còn đó, oán thù như khắc ghi vào đá, cánh tay nào siết chặt tự do. Ở cho các đảng phái bất hợp pháp như Đảng Thăng Tiến Việt Nam, ông cũng bị kết tội vì có liên hệ với các lực lượng dân chủ nước ngoài. Đây là một tòa án cộng sản, cha Lý đã la to như thế trước khi người ta bịt miệng ông. Ta chứng kiến bàn tay thô khóa miệng anh em, bàn tay che mắt người thân quen, bàn tay lấp vành tai dân hiền, bàn tay ấy hiền thân đê hèn cô lưu bảo quyền, bàn tay ấy hiền thân đê hèn cô lưu bảo quyền. Ta nhất quyết chẳng tay thô khóa miệng anh em, chẳng tay che mắt người thân quen, chẳng tay lấp vành tai dân hiền, để gian ác không còn nành vuốt dày xéo quê hương. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, khói lửa chia cắt thêm tổ quốc, khung ruột mang vết thương ngày trước, đến bao giờ vết lành khô máu. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, những hận căm vẫn đang còn đó, oán thù như khắc ghi vào đá, cánh tay nào siết chặt tự do. Cánh tay nào siết chặt tự do.